chào quý vị đang theo dõi bản tin Trước Ống Kính trên sóng truyền hình BRT. Bản tin do Đài Phát thanh và Truyền hình phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 thực hiện. Những thông tin nào được chuyển đến quý vị trong bản tin chiều nay, hãy cùng theo dõi qua ống kính an ninh quý vị nhé. Và tôi là Ánh Minh sẽ kết nối cùng với quý vị trong bản tin Trước Ống Kính. Thông tin đầu tiên, ống kính an ninh ghi nhận tại thủ đô Hà Nội. Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, gìn giữ an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2020. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tổ chức các mũi tấn công, điều tra, triệt phá nhiều băng nhóm, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn. Trong 15 ngày cao điểm, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện điều tra 327 vụ, 404 đối tượng, trong đó khởi tố 325 vụ với 380 bị can. Vật chứng thu giữ gồm 279,858 gram heroin, 1,6 kg ma túy tổng hợp, 1,5 kg cần sa, 1 cân tiểu ly, 9 cân điện tử, 120 xe máy, 5 xe ô tô và 111 triệu đồng tiền mặt. Diễn biến của cái tình hình ma túy mà trong cái đợt Tết Nguyên đán ấy, thì chúng tôi đánh giá là tiếp tục diễn biến phức tạp, mà cái địa bàn chúng thường lợi dụng là cái địa bàn giáp ranh và cái địa bàn mà các lực lượng tập trung không quyết liệt thì chúng sẽ lợi dụng vào cái địa bàn này để hoạt động tội phạm. Những thủ đoạn mà các đối tượng tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy gần đây có dấu hiệu tinh vi hơn, gồm sử dụng mạng xã hội bán bánh kẹo chứa cần sa, vận chuyển qua ứng dụng GrabBike, thường xuyên đổi nhà xe, bến xe, không đi theo tuyến xe cố định trong quá trình vận chuyển. Các đối tượng là lập ra các cái trang mạng, cái nhóm kín. Đấy, các đối tượng thường sẽ biết nhau. Đó. Nhưng biết nhau trên mạng xã hội thôi. Nên quá trình mà để mà trinh sát tiếp cận, nắm bắt thông tin hoạt động phạm tội rất là khó vì các đối tượng phải có mối quan hệ để mời nhau vào hội nhóm kín đấy. Đó. Thứ hai nữa là khi mà kể cả khi chúng tôi phát hiện ra các đối tượng mua bán ma túy, đấy, phát hiện được các hành vi, tuy nhiên để mà xác định được đối tượng cầm đầu rất khó. Nhận định tình hình tội phạm ma túy dịp cận Tết diễn biến phức tạp, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội càng chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố, triển khai các biện pháp nghiệp vụ quyết liệt, thường xuyên nhằm triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy cũng như các tụ điểm nóng về ma túy tại thành phố Hà Nội. Thêm một ghi nhận ở Hà Nội, Tòa án Nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo trong vụ án bé trai tử vong trên xe đưa đón học sinh của trường tiểu học Gateway xảy ra cách đây hơn 5 tháng. Phiên tòa thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận xã hội. 3 bị cáo trong vụ án gồm Nguyễn Bích Quy, nhân viên giám sát trên xe của công ty, Ngân Hà, Doãn Quý Phiến, lái xe ô tô đưa đón học sinh trường tiểu học Gateway bị truy tố về tội vô ý làm chết người. Bị cáo Nguyễn Thị Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo, trường tiểu học Gateway, bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng ngày 6 tháng 8 năm 2019, khi bị cáo Doãn Quý Phiến điều khiển xe ô tô đón bị cáo Nguyễn Bích Quy và 13 học sinh theo danh sách đến trường học, khi đến cổng phụ của trường tiểu học Gateway, Nguyễn Bích Quy là người xuống trước, mở cửa xe ô tô cho các học sinh xuống. Quy không kiểm tra xe ô tô mà đóng ngay cửa xe và đưa các cháu học sinh vào trong sân trường. Còn bị cáo Phiến tiếp tục lái xe đi về bãi gửi xe, khóa xe và không kiểm tra và vệ sinh trong ngoài xe. Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, Doãn Quý Phiến lấy xe ô tô đi đến trường tiểu học Gateway để chở các cháu học sinh về nhà. Khi Nguyễn Bích Quy mở cửa xe thì phát hiện một học sinh đang nằm dưới sàn phía sau ghế lái. Các nhân viên y tế của trường đã hô hấp nhân tạo bằng cách ép tim, lồng ngực, thổi ngạt, xoa bóp và gọi xe cứu thương 115, đưa cháu bé này đi cấp cứu, tuy nhiên cháu đã không qua khỏi. Tại phiên tòa, bị cáo Quy khai, lúc xuống xe bị cáo bận bế và dắt hai cháu bé là chị em sinh đôi đang quấy khóc. Bị cáo thấy học sinh xuống xe hết rồi nên đóng cửa xe lại. Khi ghi vào sổ bàn giao học sinh, bị cáo Quy ghi đủ danh sách là 13 cháu vì nghĩ các cháu đã xuống xe hết. Chuyển sang địa bàn khác. Tại Ủy ban Nhân dân xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến cho 2 người chết, 4 người bị thương do mâu thuẫn cá nhân. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành vây bắt hung thủ. Vào khoảng 23 giờ tối qua, 13 tháng 1, tại khu vực dân cư ngã ba Bò Hà thuộc địa phận xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, đối tượng Lý Văn Sắng, sinh năm 1970, mang súng AK-47 đến gia đình chị Hoàng Thị Toán là vợ cũ của Sắng.
Tại đây, Sắn đã nổ súng bắn vào những người trong nhà, hậu quả làm cháu Phạm Thanh Phong, sinh năm 2008, bị trúng đạn vào đầu, tử vong tại chỗ. Sau đó, đối tượng tiếp tục cầm súng sang nhà anh Hoàng Quốc Hương, là anh trai chị Toán, ngay bên cạnh, để bắn những người khác. Hậu quả, anh Hương tử vong tại chỗ cùng 4 người khác bị thương nặng. Sau khi gây án, đối tượng Lý Văn Sắn cầm súng đã bỏ trốn. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đang điều tra, truy bắt đối tượng. Liên quan đến vụ việc chống người thi hành công vụ xảy ra ngày 9 tháng 1 tại xã Đồng Tâm, Trung Hoàng Chương, 43 tuổi ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đã chia sẻ, đăng tải những thông tin xuyên tạc, sai sự thật đối với lực lượng làm nhiệm vụ tại đây. Đối tượng này đã bị công an quận Ninh Kiều bắt tạm giam để điều tra làm rõ. Ngày 10 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ninh Kiều phát hiện tài khoản Facebook Chương May Mắn do Trung Hoàng Chương quản lý sử dụng đã đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, làm mất uy tín của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang trong vụ chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Tại cơ quan công an, Chương thừa nhận không biết diễn biến về sự việc nhưng đã chia sẻ đăng tải những thông tin xuyên tạc đối với lực lượng vũ trang trong khi thi hành công vụ. Hiện cơ quan điều tra tạm giữ hình sự đối với Trung Hoàng Chương để tiếp tục điều tra làm rõ, đưa ra xử lý trước pháp luật. Thưa quý vị, vụ việc một số cán bộ chủ chốt của Đại học Đông Đô móc ngoặc với các tổ chức bên ngoài cấp văn bằng cho học viên không theo học nhằm mục đích nâng lương, thăng chức, thi tuyển vào biên chế đã gây bức xúc trong dư luận. Căn cứ theo tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội giả mạo trong công tác đối với hai bị can có liên quan. Hai bị can bị khởi tố do liên quan vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại trường Đại học Đông Đô là Lê Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Ngọc Thái, đều là cán bộ trường Đại học Đông Đô. Sau khi có quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với Lê Thị Thanh Tâm, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với Nguyễn Thị Ngọc Thái. Theo điều tra ban đầu, trường Đại học Đông Đô cho phép học viên không phải đến lớp, không thi đầu vào đầu ra, các khóa cấp văn bằng, cấp tốc, không thông báo tuyển sinh, không thành lập hội đồng chấm thi, không phê duyệt danh sách học viên và cán bộ coi thi, có trường hợp được dàn hồ sơ vào danh sách lớp đã học trước đó. Thi đầu vào, thi hết học phần 25 môn và thi tốt nghiệp cho các học viên được Đại học Đông Đô giải quyết gọn lẹ chỉ trong 1-2 ngày. Các học viên dự thi được phát giấy thi và cả đáp án để chép ngay tại chỗ. Chi phí thông qua cò dao động từ 50 đến 150 triệu đồng một người. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Bản tin Trước Ống Kính chiều nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể truy cập vào website brt.vn hoặc kênh YouTube BRT Go để theo dõi lại những bản tin đã phát trên sóng truyền hình. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị gửi về hộp thư điện tử của chương trình Trước Ống Kính brt@gmail.com. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào 18 giờ ngày mai.